Em Tuấn tiếp tục lên các món đồng giá cho bác nha. Hàng ngày các bác nhìn những chiếc đài. Chiếc đài này có mức giá ở trên kênh là 4 triệu 6 đến 3 triệu 9. Hôm nay em Tuấn lên đồng giá 2 triệu 9 cho bác là 2 triệu 9 là bao. Con đài này hoạt động bình thường nhé. Con này là 2 triệu 9. Bình thường là cái con, bình thường là cái con cong cong này này là 2 triệu 9. Em qua em tặng bác còn 1 triệu 9 đúng không? Còn bây giờ bình thường con này là 3 triệu 9 với 4 triệu 6. Em đẩy đồng giá cho bác 2 triệu 9. Con này nhé, bao hoạt động. Bao hoạt động là cắm điện này, rồi cắm điện thoại máy tính laptop tốt. Còn các bác muốn chạy đĩa CD mới lại cassette thì bác về thay dây cu loa. 2 triệu 9, bâu này là một này, 2 triệu 9. Tiếp tục sản phẩm thứ hai, đó là một bộ mic. Bộ mic này là bộ mic không dây, bộ mic cột, bộ mic cây. Đây là cái đầu thu của nó. Đây, và đây là bộ mic này nữa. Bộ mic này đặt chính phòng sảnh khách, phòng khách hoặc là các phòng hát nhá. Bộ mic này để cho bác 2 triệu 9. Ok chưa? Lắp pin vào đây. Đây lắp pin đây. Lắp pin này bắt không dây. Đấy là bộ mic thứ hai. Đấy, bộ mic thứ hai để em Tuấn tiếp tục nha. Tiếp tục cho các bác đến nữa, đó là một đôi loa đây. Đó, đôi JBL ở phía dưới chứ không phải đôi Harman. Harman này hết rồi ạ. Đây. Đôi JBL này phía dưới. Bác đợi em chút nha, em dừng. Đây, đôi JBL này em nhấc một con ra đây nhá. Con JBL này là trước là 3 triệu 9 với 4 triệu 8 đúng không? Đây. Đó là con JBL. Con loa JBL 8281 của USA bác nhá, USA. 8281 USA. Trước 3948 đấy. Để bác 2 triệu 9 nốt, bao tình trạng hoạt động tốt hết. Được chưa ạ? Bao tình trạng hoạt động tốt, JBL 2 triệu 9. Còn rẻ hơn Buxell. Okay. Tiếp đến là một đôi loa tai noi đồng trục. Con này là bán rồi nhưng mà bác khách các bác lại chưa về. Tai noi đồng trục như đôi này trước các bác tranh nhau đúng không? 39 đây. 3949 để bác 2 triệu 9 nốt nhá. Đây tai noi đồng trục một đôi nhá. Tai noi đồng trục. Tiếp đến nữa đây. Tiếp đến là một chiếc quạt nhà Nhật Bản. Quạt đến từ Nhật Bản, quạt thông gió. Con này 4 triệu 6 đây. Quạt Nhật Bản thông gió, điều cơ tự động, 350W điện 100V. Con này cắm cả điện 100 200, con này lắp thêm vào điện 200 vào nha, để cho bác 2 triệu 9 con quạt thông gió này. Con này chạy phê lắm, quạt thông gió hàng xịn hết, zin xịn hết, 2 triệu 9. Tiếp đến một con đẩy nữa đây bác nhìn nhá, con đẩy MU nhá. Con đẩy MU này là trước là 4 triệu 8 đúng không? Có để MU này, bác nào cần thì em có bản test em giới thiệu trên kênh rồi đấy. Có để MU này, để MU này nhá, 4 triệu 8. Con này đánh bát 30 thoải mái nhá, 4 triệu 8 để cho bác 2 triệu 9 tiếp. Để MU có clip ở trên kênh rồi. Đây tiếp tục một đôi bình đồng nữa. Ôi trời nặng lắm bác ơi, này lên tia hết rồi này. Đôi này thì nặng lắm bác, 2 triệu 9 nốt cho bác này. Ôi dồi ôi, 4 triệu 9 thì bác này. Nhá. 2 triệu 9 đôi này xem nào. Bình đồng này nó cao không? Cao hơn 40. Chiều ngang này tầm hơn 20. Này, 4 triệu để 2 triệu 9 bác nhá. Ok chưa? Không em này, em muốn như thế cho nó dễ. Ở đây cho các bác này. Sư tử nữa này. Ơi. Sư tử này. Hổ này. 4 triệu rưỡi này. 29 nốt. Cho bác sướng chưa? 4,5. Ok chưa? Đấy. Và đôi bình này nữa. Đôi bình xưa này nữa. Đồng này nữa. Đây cả đôi nữa. Thì cả đôi này luôn. 29. 29 tiếp. Bác nào lấy con nào hình nào thì chụp ảnh lại cho em. Đây đó. Tiếp tục để cho bác cặp bình gốm này nữa. Đây 58 này, 58 gốm mấy này. Đây cặp này nhá, 2 triệu 9. Cặp này 2 triệu 9. Đây một đôi luôn đấy, 2 triệu 9 bình xưa. Bác nào đến bên này nữa, cặp này nữa cũng 2 triệu 9. Úi dồi, thực sự đấy, tí thì vỡ. Đây cặp này đi với nhau nữa này, 2 triệu 9. Đây ạ. Rồi chào các bác.